Người dân các xã Tân Tiến, Tân Lợi, Tân Hòa của huyện Đồng Phú đang vô cùng bất an khi cây cầu Long nằm trên tuyến đường huyết mạch nối liền Tân Tiến với các xã này bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Nhịp cầu đã gãy nên chỉ cần có một chiếc xe tải đi qua, dù là không chở theo hàng hóa gì, thì chiếc cầu này vẫn bị rung lắc dữ dội. Còn nếu có chở theo hàng hóa, chiếc cầu như oằn mình sang theo nhịp dưới bánh xe. Nguy hiểm là vậy nên đã từ lâu các phương tiện cơ giới nhỏ đều không dám di chuyển cùng lúc với xe tải trọng lớn trên cầu. Cầu nó đã tải trọng nó giảm xuống, nó còn ít tấn mà có những xe ở lạ ở đâu tới, người ta đi qua là nó nghiêng, gọi là nó sàn cái cầu đó, là không dám đi qua được, mà cái lòng cầu nó cũng hẹp đó, mình không dám đi qua đâu. Rất rung lắc sợ. Đấy, lúc nào cũng phải đều cho xe lớn đi qua, mình mới dám đi. Rất là mất an toàn lắm. Người dân địa phương cho biết, cây cầu huyết mạch nằm trên tuyến đường liên xã này đã xuống cấp từ nhiều năm qua và đang ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Không chỉ bị gãy nhịp cầu, mặt cầu được gia cố bằng tấm thép cũng bị bong tróc ở nhiều chỗ. Thậm chí trên mặt cầu còn xuất hiện lỗ hổng lớn, tạo thành chiếc bẫy nguy hiểm và tai nạn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, nhất là thời điểm đêm tối và với người dân không quen đường. Rất là nguy hiểm cho bà con. Mà đợt này mấy hôm nay là nó cũng bị xuống cấp nhiều rồi. Mấy nhịp ở dưới nó bị hư hỏng nặng ở dưới rồi đấy. Mỗi lần mình đi qua thì mình đấy, cảm giác đi qua rất là nguy hiểm. Đấy, nhiều khi tránh xe lớn lại rồi lại đông người xe nó đi lại ấy. Nên là không đảm bảo an toàn. Nằm trên trục chính của tuyến đường liên xã nối liền xã Tân Tiến với các xã Tân Lợi, Tân Hòa của huyện Đồng Phú, nên mỗi ngày lưu lượng giao thông qua cây cầu này là vô cùng lớn. Trong khi đó, cây cầu này đã có trên 30 năm xây dựng, kết cấu không đáp ứng được với nhu cầu giao thương, đi lại của người dân. Vì vậy, dù chính quyền địa phương đã tu bổ, sửa chữa, nhưng chỉ có thể mang tính tạm thời, và cây cầu mỗi ngày một xuống cấp nghiêm trọng hơn. Đến giờ phút này thì cầu hư hỏng quá nặng là làm cản trở đến cái vấn đề đi lại của bà con nhân dân và nhất là của các cháu học sinh. Thì nhất là mùa mưa vừa rồi thì nước đã gần ngập cầu, mà cầu thì đã hư hỏng, thì nên là cũng phải cho cái bên xã đã cho cái lực lượng dân quân xuống đấy đã hỗ trợ với các cháu trong cái buổi mà tan trường. Thì nói về cái độ nguy hiểm của cái cầu này thì là rất là nguy hiểm. Với tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của cây cầu, người dân đang vô cùng lo lắng, bất an bởi tai nạn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Và thực tế cũng đã có không ít tai nạn xảy ra tại đây. Hơn lúc nào hết, người dân rất mong muốn cây cầu này được khắc phục càng sớm càng tốt để việc đi lại an toàn hơn, nhất là khi đây là con đường đến trường của hàng trăm học sinh.